Hi, xin chào mọi người, mình là Hoàng Yên, chào mọi người đến với kênh của mình. Video hôm nay thì mình tiếp tục mình cập nhật cây vạn thọ con của mình cho mọi người xem, cũng như là mình sẽ chia sẻ cho mọi người là cái cây vạn thọ của mình đó, là mình nên đi một cây hay hai cây nha mọi người. Đó là những cái câu hỏi mà hôm rày thì mình thấy cũng khá là nhiều người hỏi, nên hôm nay mình dành ra một cái video để mình chia sẻ cho mọi người luôn nha. Rồi thì trước tiên thì mình quay cho mọi người xem cái cây hoa vạn thọ con của mình đi nha. Thì hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 âm lịch mọi người. Mùng 3 tháng 11 âm lịch thì hôm bữa mình quay á, là cái giống này là B2 nha mọi người. B2 thì hai bữa trước mình quay á, là nó mới ra cái lá tia nhỏ thôi. Hôm nay á, thì nó bự, rất là bự mọi người. Nó như một cái tấm thảm vậy đó. Đây. Đó mọi người thấy. Rất là đã mọi người. Mình khoái ra video những cái thời gian này nè. Thời gian từ đây sắp tới nè. Nó như là một cái tấm thảm luôn mọi người. Đó. Thời tiết hôm nay thì mình thấy khá là tốt, người không có bị ảnh hưởng gì mưa luôn á. Đây mọi người xem nè. Nó cây thì mập nha mọi người, mập chứ không phải ốm nè. Đó. Khá lợn luôn mọi người. Thời tiết hôm nay thì nói chung là thuận lợi để cho mình làm cái cây vạn thọ này được tốt nha mọi người trong cái khoảng thời gian này nha. Nhưng mà sắp tới thì theo mình nghĩ thì cũng rất là ổn rồi, tại vì thường thường là mưa là sẽ vô đầu mùa mọi người, đầu mùa sẽ vô đầu mùa vạn thọ nó sẽ hay mưa, nhưng mà thời tiết hôm nay thì mình thấy rất là ổn. Bây giờ là tầm khoảng 3 giờ chiều, người nắng rất là gắt luôn nè, mình quay video cho mọi người xem nè, rất là đẹp. Đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ quay cho mọi người xem cái B1 và B3 của mình nha. Cái này là cái mặt cọp người ban nay á. Rồi tiếp tục là cái này là, để mình xem coi. B3 mọi người, này khúc này. Khúc này là B3. Đó, thì B3 của mình đó nè. Nay thì nó lên một cái cặp lá tia nhỏ nè mọi người, thấy không? Đó mọi người, để ý khi mà cái cây của mình mà lên cái lá, được cái lá tia như thế này á, rất là nhanh. Đó, hôm bữa mình quay video cho mọi người xem, mình chia sẻ. Đó, hai bữa trước thôi mà nay nó như một cái tấm thảm luôn rồi. Đó, thì B3 của mình nay là cỡ vậy nè nha mọi người. Cái này thì mình sẽ vô chân cho nó. Tầm khoảng ngày mai quá, ngày mai mình sẽ vô chân cho nó. Rất là nhanh luôn. Đây, bị con gì ăn nè mọi người. Đó, mọi người nhớ xịt sâu sâu nha, trong thời gian này nha. Mình chia sẻ khá là nhiều rồi. Rồi mọi người thấy không? Rất là đã luôn mọi người, rất là mê luôn. Rồi sang bên đây. Cái vỉ nè mọi người thấy nè. Nó khác với cái màu này, cái màu giá thể nè, đó, tức là nó bị khô nha mọi người. Lát nữa mình sẽ xịt nước cho nó. Cái bên đây là mình gieo cái FN nha mọi người. FN với con ó đen mọi người. Tại vì có dư 1-2 bịch vậy đó, mình lấy mình gieo luôn. Đây, thì nói chung là cũng nay nó cũng kịp tiến độ mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo là đây B1. B1 của mình nó cũng là theo kịp tiến độ mọi người. Nó nói chung là năm nay khá là ưng mọi người, thời tiết đó khá là ưng. Rồi về cái cây giống mọi người. Thì cây giống hạt giống á, thì ươm á, thì năm nay mình không biết sao chứ hạt á, thì nói chung có này có kia mọi người. Mình không hiểu tại sao mà cũng có người lại đi chơi đồng vàng nè, cũng có người lại đi chơi FVN nè, cũng có người lại chơi con ó đen nè. Nhưng mà mình gieo thì cái tỷ lệ nó lên nó cũng cao. Có sao mình chia sẻ vậy nha mọi người, chứ mình không có chia sẻ bậy bạ cho mọi người đâu. Về cái phần đó thì mình cũng không có biết nói sao nha mọi người. Đó, thì mình chỉ ra video mình làm sao thì mình chia sẻ vậy cho mọi người thôi, chứ mình cũng không có bình luận về những cái đó nha mọi người. Tại vì có những người hỏi mình á, thì nói chung là mình cũng không biết nói sao hết á. Mình làm sao mình chia sẻ vậy cho mọi người đó. Có sao thì lên vậy thì chia sẻ vậy cho mọi người đó. Nhiều người thấy là trước mắt video này mình đâu có đổi cây gì đâu ha. Rồi thì tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho mọi người là cái vạn thọ của mình là nên đi một cây hay hai cây.
Thì hôm nay là mùng 3 rồi, mùa sắp xuống giống rồi, chắc tầm khoảng một tuần nữa là mình xuống giống á. Nó như cái hàng B2 nè, nó là chuẩn bị là một 5-7 ngày nữa là mình xuống giống được rồi. Đó, thì lúc đó mình sẽ chia sẻ với mọi người ra chậu này kia luôn. Hôm nay thì mình sẽ nói về một cây hai cây. Thì tất cả bàn thọ của mình ở đây mọi người là mình đều làm một cây nha, một cây. Và từ xưa tới giờ luôn, từ hồi mà mình làm cũng như là mình đăng video trên YouTube này nè, đó là mình đều làm một cây hết. Hình như là năm nào mình cũng có chia sẻ về cái vấn đề này. Đó, thì mình giải thích một cây hai cây là sao mọi người. Một cây cây đọt á, ở đây á, tức là cái cây bàn thọ của mình mọi người, nó lên là mình ngắt cái ngọn nó vậy, ngắt cái ngọn nó để cho nó đâm chèo ra. Đâm chèo là những cái nhánh trong cái nách nó đâm ra mạnh mẽ mọi người. Đó, thì mình cơi đọt một lần á, tức là mình ngắt cái đọt nó một lần. Mình cơi đọt hai lần á, là mình ngắt hai lần cái nè. Ví dụ như ngày nay mình ngắt cái một tuần nó mình ngắt là hai lần. Đó, kiểu như vậy mọi người, mình ví dụ thôi nha. Mình ví dụ thôi. Chứ nó hai cơi nó sẽ có ngày cơi đọt nhất định. Cái này là mình ví dụ thôi nha mọi người. Đó, thì mình ngắt hai lần á thì nó sẽ ra nhiều cái nhánh hơn. Nhiều cái nhánh hơn là một cơi nha mọi người. Đó. Thì tức là nó sẽ nhiều bông hơn rồi. Nhiều nhánh là sẽ nhiều bông hơn. Đó. Nhưng mà bù lại mọi người là nhiều bông quá nó sẽ nuôi không có nổi. Nó không nuôi nổi cái cây á. Nếu như mà mọi người làm quen rồi á, thì nó sẽ hụt dạng là 8-10 so với một cây. Nhưng mà mình làm không có quen á, bông nó nhỏ lắm. Thứ nhất là mình không có quen nè. Thứ hai là mình không có biết lãi những cái bông con này kia. Thì cái cây của mình nó bông nó nhỏ lắm. Đó. Nên mình khuyên mọi người làm một cây cho nó dễ. Bông bự đủ chơi mọi người. Một cái chậu của mình á là mình sẽ vô tầm khoảng 4-5 cây, 6 cây cũng có mọi người. 6 cây thì chậu bự hơn chút. Nó 4 cây thì mình vô chậu C11. 5 cây á thì mình sẽ vô chậu C12 hoặc là 11 bự cũng được. Một bự. Nó thì nói chung là bông nó rất là nhiều luôn mọi người. Không có cần mà mình phải đi hai cây đâu. Rất là thừa mọi người. Đó, mình ngắt một lần một cho khỏe. Mình ngắt một lần một cho khỏe mọi người. Khi mình ngắt vậy thì thường mình sẽ ngắt 4 cặp lá, thì đó mình sẽ chia sẻ sao cho mọi người đi. Mình ngắt vậy nè thì hai bên nó sẽ đâm ra hai cái kiểu như hai cái nhánh mọi người, hai cái nhánh. Thì trên hai cái nhánh mình sẽ lấy được hai cái bông. Và bốn cái nhánh như này là sẽ lấy được 8 cái bông. Một cây mình sẽ lấy được 8 cái bông. Đó, thì 4 cây thì sẽ ra tại vì có hai mấy cái bông mọi người, rất là nhiều rồi. Đó, nên mình khuyên mọi người là mình mới trồng, mình chưa quen thì nên trồng một cây thôi. Một cây đơn giản, dễ trồng và bông bự nha mọi người, bông bự. Cái này là ý kiến cá nhân của mình thôi. Còn nếu mà mọi người thích, mình thích trải nghiệm hai cây thì mình cứ làm thôi. Đó, giờ thì mình chuyên một cây nha mọi người. Đó, thì trong thời gian sắp tới thì mình sẽ chia sẻ sâu cho mọi người. Nên vấn đề đó mọi người cứ yên tâm nha. Rồi thì nói chung là video cũng dài rồi. Nếu mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Còn có gì thắc mắc thì mọi người cứ để lại bình luận. Mình sẽ gom lại những cái bình luận nào mà nhiều quá, mình sẽ ra một cái video để mình chia sẻ cụ thể cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình rất là nhiều. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye mọi người.